Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Cùng thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2024. Hưng Yên xếp thứ 18 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo. Huyện Phú Cư đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung xây dựng các khu định cư để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn ở xã Bình Kiều. Lan tỏa những chuyến xe yêu thương giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024. Tới dự có đại diện lãnh đạo ban thi đua khen thưởng trung ương, lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023 đã được triển khai với nội dung tiêu chí cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của các địa phương. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân của các tỉnh trong cụm là 6,3%, cao hơn tăng trưởng kinh tế trung bình của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 235.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 547.000 tỷ đồng, môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2023, cụm thi đua đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh Nam Định, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh. Hội nghị giới thiệu và suy tôn tỉnh Nam Định là trưởng cụm thi đua năm 2024, tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sự buổi giám sát có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu tỉnh, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành địa phương, đơn vị xây dựng và trình phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các đơn vị, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức số, kỹ năng số, thúc đẩy nhân rộng phòng họp không giấy tờ. Sở Công Thương tiếp tục thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển thương mại số, chuyển đổi số ngành công thương, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, đưa các sản phẩm nông nghiệp lên trao đổi trên các sàn thương mại điện tử. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị thời gian tới để đạt được mục tiêu đề ra. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố lần đầu tiên Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023. Theo đó, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 18 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo. Với 42,52 điểm, trong đó điểm đầu vào đổi mới sáng tạo đạt 41,02, điểm đầu ra đổi mới sáng tạo là 44,02. Tỉnh Hưng Yên đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành về chỉ số đổi mới sáng tạo PII năm 2023 gồm 52 chỉ số chia làm 7 trụ cột. 5 trụ cột đầu vào là thể chế, vốn, con người và nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp. 2 trụ cột đầu ra gồm sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ và tác động. PII được xây dựng bám sát cấu trúc của Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu GII do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố hàng năm. Đây cũng là bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho các cấp chính quyền đưa ra các chính sách cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, thời gian qua, huyện Phú Cư đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để triển khai các dự án. Hiện trên địa bàn huyện Phú Cư đã và đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng với 37 công trình dự án có tổng diện tích khoảng trên 310 ha. Trong đó, có 10 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, diện tích giao là gần 90 ha. 8 dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng như dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, cụm công nghiệp Đoàn Đào, đất ruộng dự án đường Tân Phúc Võng Phan và các dự án khác của huyện
như đường trục trung tâm huyện, các tuyến đường như DH85, DH86. Hiện huyện đã giải phóng mặt bằng khoảng trên 230 ha. Thời gian tới, huyện tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới đất mồ mả, đất thổ cư dự án đường Tân Phúc Phong Phan, dự án cải tạo cây đa và đề La Tiến. Ban đã phối hợp với các ngành và các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái lợi ích của dự án, xử lý kịp thời những cái kiến nghị đề xuất, những cái băn khoăn vướng mắc của các cái hộ dân, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công anh em làm việc theo xã, địa bàn và có cái mốc thời gian cụ thể, thực hiện theo cái phương châm là dễ làm trước, khó làm sau và làm không kể ngày nghỉ, không kể giờ hành chính. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án mở rộng, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân để bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định, huyện Văn Giang đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư nhằm sớm di rời các hộ dân có phần đất nằm ở trong phạm vi đường vành đai 4 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng 6 khu tái định cư, đã lựa chọn được nhà thầu thi công. Riêng khu tái định cư thôn Nhạn Tháp, xã Bế Sở còn 18 hộ gia đình thôn Bế Sở chưa đồng thuận, trong đó 11 hộ không hợp tác kiểm kê đất và tài sản, 4 hộ đã kiểm kê tài sản nhưng chưa ký xác nhận đất, 3 hộ đã kiểm kê đất nhưng không phối hợp kiểm kê tài sản, phải hoàn thiện hồ sơ kiểm kê bắt buộc. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bế Sở phối hợp với các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tạo sự đồng thuận và chấp hành dự án. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, dự kiến đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình được tái định cư và bồi thường bằng đất. Xác định tiêu chí số 13, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Những năm qua, xã Bình Kiều, Khoái Châu đã nỗ lực thực hiện tiêu chí này. Năm 2019, anh Nguyễn Văn Phát cùng 9 hộ dân thành lập hợp tác xã nông sản Toàn Phát. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nông sản của các thành viên cũng như các hộ dân khó tiêu thụ. Nhưng nhờ thay đổi tư duy, phương thức sản xuất sang chế biến nông sản khô, đẩy mạnh việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm qua mạng xã hội, những năm qua, hợp tác xã vẫn hoạt động ổn định, ngày càng mở rộng. Các mặt hàng của hợp tác xã sản xuất chủ yếu là chuối sấy, long nhãn, mít sấy, bí sấy, khoai sấy. Trong đó, sản phẩm chuối sấy giòn, chuối sấy dẻo và long nhãn của hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Doanh thu trung bình của hợp tác xã đạt trên 1 tỷ đồng trên năm. Sản phẩm nông sản sau khi được chế biến thì mình sẽ bảo quản được thời gian sẽ lâu hơn so với hoa quả tươi. Và khi bán ra thị trường thì nó cũng sẽ nâng cao cái giá trị sản phẩm lên khoảng 2 đến 3 lần. Sau khi tham gia các cái sản phẩm OCOP này thì cái sản phẩm của địa phương nó cũng được nhiều người dân trên cả nước biết đến và cái sản lượng tiêu thụ thì cũng tốt hơn. Góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo Tiến Thắng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật liên kết sản xuất, bảo đảm ổn định đầu ra cho thành viên. Hiện nay hợp tác xã chăn nuôi 20.000 con gà Đông Tảo các loại, trung bình mỗi tháng hợp tác xã xuất bán 60.000 con gà giống Đông Tảo, đem lại thu nhập trung bình cho mỗi thành viên 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh Nguyễn Tiến Thắng cũng như 7 thành viên tích cực mở rộng thêm chuồng trại, áp dụng khoa học để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện giúp đỡ từng cơ sở vật chất, hỗ trợ cho con giống hoặc là cho thuốc để phòng tránh dịch bệnh, các thành viên cũng đều phát triển và làm ăn rất tốt. Xã Bình Kiều là được đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là năm 2023. Để nâng cao cái tiêu chí số 13 thì là Ủy ban nhân xã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tiếp tục coi là nâng cao chăm sóc cây đạt chất lượng theo như là cái quy chuẩn của Việt Gáp. Đặc biệt là mở rộng các cái mô hình, thành lập các hợp tác xã mới, mở rộng đường giao thông nông thôn, liên thôn và giao thông nội đồng. Hiện nay xã có 6 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, có 6 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút gần 100 thành viên tham gia. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập trên 1 hectare đất canh tác. Năm 2023, thu nhập bình quân 1 hectare trồng cây ăn quả đạt 250 triệu đồng, tỷ lệ sản phẩm chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử đạt trên 25%. Một số mô hình ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Với mong muốn xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân,
thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã huy động trên 1 tỷ đồng xây dựng thư viện cộng đồng với gần 1.000 đầu sách ở đa dạng các lĩnh vực. Năm 2023, thôn Tiên Cầu huy động trên 3 tỷ đồng từ người dân, con em xa quê để hoàn thiện công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau khi hoàn thiện, thôn dành riêng một khu vực để xây dựng thư viện cộng đồng và tiếp tục huy động xã hội hóa với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Không gian thư viện rộng rãi với cơ sở vật chất hiện đại như bàn đọc, máy tính, điều hòa, giá sách cùng gần 1.000 cuốn sách. Ngoài các thể loại sách về khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ, sách thiếu nhi, thư viện còn có nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa địa phương, niên giám và cẩm nang để lan tỏa những giá trị văn hóa của địa phương, dân tộc. Các góc sách được bố trí khoa học, ngăn nắp giúp cho người dân dễ tìm kiếm theo nhu cầu và sở thích, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc tại khu dân cư, góp phần hoàn thiện và nâng cao tiêu chí văn hóa giáo dục tại địa phương, nhất là khi xã Hiệp Cường vừa được công nhận về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục cuối năm 2023 vừa qua. Ngày 12 tháng 3, tại huyện Khoái Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức lễ hội Xuân Hồng với chủ đề Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc. Chương trình thu hút gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu tham gia. Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 và năm 2010, được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động trên toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh, hàng năm lễ hội Xuân Hồng đã trở thành nét đẹp đầu xuân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, khơi dậy hàng nghìn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp cung cấp lượng máu an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị. Không khí của lễ hội Xuân Hồng ý, rất là tuyệt vời. Ở đây mọi người rất là háo hức, có một mong muốn rằng là tất cả mọi người hãy đem yêu thương của mình để chia sẻ với những người bệnh đang cần máu. Mình sẽ hiến máu đến khi nào mà bác sĩ cho phép. Thì xã tôi trên 60 tình nguyện viên có mặt ở đây để hiến máu. Bản thân tôi hiến máu với hết tổ cầu đến nay cũng đã được 67 lần. Hiến máu thì không hạn sức khỏe, mong mọi người đủ thời gian, đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, tổ chức hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện, có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Sau một ngày diễn ra lễ hội Xuân Hồng, ban tổ chức đã thu được hơn 900 đơn vị máu. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch triệu bước chân nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chiến dịch diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4 tại tỉnh Hưng Yên. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao chỉ tiêu vận động tối thiểu 1.000 người tham gia chiến dịch với 50.000 km. Với tinh thần xung kích tình nguyện, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Khoái Châu có nhiều hoạt động thiết thực làm đẹp cảnh quan làng quê, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp tại khu dân cư, góp phần vào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Trước kia, tuyến đường DH55 đoạn từ dốc D đến thôn Chi Lăng, xã Đại Tập dài hơn 1 km không có đèn chiếu sáng vào buổi tối, khiến cho việc đi lại của người dân khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, tuyến đường này đã có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng. Đây chính là thành quả của mô hình thắp sáng đường quê do Đoàn Thanh niên xã Đại Tập đảm nhận thực hiện. Khi đi về trên cái con đường này thực ra là thấy nó rất là tối tăm và đi lại rất là nguy hiểm. Thì với ý tưởng là trước tiên là để đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông vào buổi tối cũng như là đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Để triển khai mô hình này, Đoàn Thanh niên xã Đại Tập đã huy động nguồn xã hội hóa từ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng cùng với hàng chục ngày công tình nguyện của đoàn viên thanh niên để lắp đặt 32 cột đèn cao áp chiếu sáng, đồng thời chỉnh trang gọn gàng hai bên lề đường. Đoạn đường này thắp sáng, chúng thấy nhân dân vui phấn khởi lắm và đi lại rất là an tâm. Công trình này hoàn thành là đã có góp phần lớn là cải thiện cái hạ tầng của địa phương cũng như là góp phần vào những địa phương cũng như xã để hoàn thành những mục tiêu và nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Tại xã Đồng Kết, trước tình trạng con đường chân đê trước cổng trường mầm non ở thôn Trung Châu là bãi cỏ dại và ngập rác thải, Đoàn Thanh niên xã Đông Kết đã thực hiện công trình vườn hoa thanh niên, tiến hành dọn dẹp, cải tạo và trồng hoa, tạo nên con đường chân đê kiểu mẫu xanh sạch đẹp. Kinh phí làm đều do thanh niên trong xã ủng hộ. Từ khi con đường hoa chân đê hoàn thành, là nơi lý tưởng để người dân đi bộ, thể dục và thư giãn. Tạo được cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thế rồi là bà con nhân dân là
có những cái chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Sẽ tiếp tục xây dựng cũng như nhân rộng các mô hình này tới các chi đoàn trên toàn xã nhằm phát huy xây dựng tôn tạo cảnh quan cũng như trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, nhiều tổ chức đoàn cơ sở ở huyện Khoái Châu đang góp công sức vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương và góp phần hình thành nên những khu dân cư đáng sống. Chuyến xe không đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn được anh Nguyễn Thu Bính, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm duy trì từ năm 2015 cho đến nay. Những chuyến xe không đồng của anh không chỉ giúp bệnh nhân nghèo bớt đi một khoản chi phí mà còn tiếp thêm cho mọi người niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và hành động đẹp của anh cũng đã lan tỏa đến nhiều tấm lòng thiện nguyện khác nữa để ngày càng có nhiều hơn những chuyến xe không đồng. Gần 9 năm gắn bó với những chuyến xe không đồng, anh Nguyễn Thu Bính ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm cũng không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu bệnh nhân nghèo được anh trở về nhà an toàn. Làm nghề bốc thuốc cứu người, hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân đã khiến anh thấu hiểu nỗi đau đớn của nhiều người bệnh, đặc biệt là sự khó khăn vất vả của những bệnh nhân nghèo. Đây chính là động lực khiến anh thực hiện những chuyến xe không đồng. Chiếc xe 7 chỗ của anh đã lăn bánh ở khắp các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và xa nhất là những chuyến xe 400-500 cây số đi Hà Giang, Quảng Bình. Cuối năm 2023, anh Bính đã thực hiện mong ước ấp ủ là mua được một chiếc xe cứu thương trị giá gần 200 triệu đồng để phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn. Từ trước đến giờ mình vẫn chuyển bằng cái xe gia đình 7 chỗ. Nhưng mà qua một thời gian vận hành thì mình thấy rất nhiều người như cụ già hoặc là những trường hợp tai nạn giao thông cần phải nằm cáng. Mỗi lần khênh lên cái xe 7 chỗ thì rất là bất tiện và nó không được chuyên nghiệp. Hành động đẹp của anh Bính không chỉ được những người thân trong gia đình ủng hộ mà còn lan tỏa đến nhiều tấm lòng hảo tâm khác nữa. Anh Đỗ Văn Thuyết ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã quyết định đồng hành cùng với anh Bính thực hiện những chuyến xe không đồng. Công việc nghề mộc vất vả khó nhọc nhưng hai vợ chồng anh Thuyết bàn nhau trích một phần thu nhập của gia đình để mua một chiếc xe cứu thương. Dành thời gian cùng với anh Bính thực hiện những chuyến xe từ thiện giúp cho người lao động, người già neo đơn, em nhỏ được trở về nhà sau những ngày điều trị tại bệnh viện. Mình đã từng trải nằm ở viện rồi ấy, thì nhìn những bệnh nhân rất là khổ. Đâm ra mình cũng muốn là làm thế nào để giúp đỡ những người khó khăn. Tôi sẽ duy trì chuyến xe không đồng phục vụ cho xã hội và cho mọi người. Từ cuối năm 2023, với hai chiếc xe cứu thương mới, hai anh đã thực hiện được gần 20 chuyến xe không đồng. Trong đó có những chuyến xe nghĩa tử là nghĩa thật. Ngày 25 Tết, trong khi nhiều gia đình sum vầy chuẩn bị đón Tết thì anh Bính và anh Thuyết lại ngược xuôi thực hiện chuyến xe 200 km để đưa thi thể nạn nhân từ xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm về quê nhà Tuyên Quang để mai táng. Nếu mà không có sự giúp đỡ của anh Bính thì phải thuê một chuyến xe ở bên ngoài 15 triệu ấy thì mới đưa được anh ấy về quê. Thì bọn em bảo là bây giờ gia đình hoàn cảnh lại rất là khó khăn, với cả bọn em cũng không có tiền nữa. Sau mỗi chuyến xe không đồng, các anh lại nhận được rất nhiều sự yêu mến, trân quý của những bệnh nhân. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần khích lệ để anh và gia đình tiếp tục công việc thiện nguyện này. Không thuê được xe thì có đăng lên Facebook thì hữu duyên là được bác chở chuyến xe không đồng. Em cảm thấy rất là mừng được ra kịp thời xã này. Chuyến xe không đồng thực sự đã trở thành những món quà yêu thương dành tặng cho không ít bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Và mong rằng hành động đẹp của hai anh sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn nữa trong cộng đồng. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tối ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, thường trú tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, do bị anh Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1992, là con trai của bị cáo chửi, dẫn đến việc hai bố con đấm đá lẫn nhau. Bị cáo Lâm đã dùng dao đâm anh Luân hai nhát vào mặt. Sau đó, bị cáo Lâm bỏ đi khoảng 5-6 mét, quay lại thấy Luân chưa chết, nên Lâm quay lại tiếp tục dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào vùng mặt của Luân. Hậu quả, anh Luân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 85%. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Lâm 12 năm 6 tháng tù. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.